Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị và các bạn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong tháng 12 âm lịch thì vận trình sự nghiệp khá suôn sẻ và thuận lợi. Trong tháng 12 âm lịch thì công việc liên tục thăng tiến, bản thân thì luôn bình tĩnh để không xảy ra những bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hay là cấp trên. Tài vận của người tuổi Ngọ cũng khá khả quan, tiền tài kéo đến ầm ầm, cho nên chỉ cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này là tất cả đều ổn. Trong tháng 12 âm lịch thì những người tuổi Ngọ là một trong những con giáp may mắn nhất về tài lộc và công danh sự nghiệp. Và ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần nội dung chi tiết của Phong thủy Gia Cát để biết thêm về vấn đề này quý vị nhé. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi của các gia chủ tuổi Ngọ trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng 12 năm 2021 tuổi Ngọ, sự nghiệp của bản mệnh thuận lợi thì ít mà bấp bênh thì nhiều. Thời điểm này tốt nhất bạn nên giữ tinh thần ổn định, lạc quan, tích cực, không nên bị những yếu tố bên ngoài tác động quá lớn, dẫn đến những hành động sai trái. Công việc của tuổi Ngọ không được như ý do luôn bị tiểu nhân đeo bám, kẻ xấu lợi dụng, lúc sơ hở để dìm bạn. Người trẻ tuổi có thể cảm thấy hoang mang, bối rối khi nghĩ về con đường tương lai quá dài trước mắt. Tuy nhiên, bạn không nên vội vàng chạy theo bước chân của người khác. Bạn cần phải bình tĩnh lại, dành thời gian để suy nghĩ về đánh giá về chính bản thân mình, xem khả năng của mình nằm ở lĩnh vực nào và sau đó thì mới lập ra những mục tiêu, kế hoạch cụ thể. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân dần ngọ tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn và từ đó tài lộc ùn ùn kéo về, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Do công việc không được tốt nên tình hình tài chính của bản mệnh có dấu hiệu đi xuống trong thời điểm cuối năm này. Bản mệnh là người thông minh nhưng hay do dự và không quyết đoán nên dù cơ hội luôn có đó nhưng bạn không nắm bắt được để cho mọi thứ qua đi một cách nhanh chóng. Vì thế bạn đừng oán trách rằng tại sao người ta làm giàu nhanh còn bạn thì không. Thời gian này cũng không tốt cho những ai ham mê tiền bạc, đuổi theo danh lợi với mục đích thỏa mãn tham lam của mình. Nguy cơ bạn sẽ bị mất trắng, không còn cả danh lẫn tiền. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Theo dõi tử vi tháng 12 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch, về phương diện sức khỏe của con giáp tuổi Ngọ không có gì quá lo ngại. Thời tiết không phải là tác nhân gây ảnh hưởng tới bạn quá nhiều. Người tuổi Ngọ nên cẩn thận, tránh chấn thương từ những vật sắc nhọn và phụ nữ đang mang thai cũng cần phải chú ý. Bạn cần phải chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến sức khỏe của bạn trong tháng sau. Các gia chủ tuổi Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng phong thủy tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ tuổi Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi tháng 12 năm 2021 âm lịch của tuổi Ngọ, chuyện tình duyên của con giáp này có những chuyển biến tích cực. Bạn có thể mở lòng mình để sẵn sàng đón nhận những điều hạnh phúc mà cuộc sống mang lại. Bản mệnh cũng có thể gặp được một vài đối tượng triển vọng trong các buổi xã giao tiệc tùng với khách hàng, đối tác hoặc là trong các buổi tụ tập bạn bè gặp gỡ. Tử vi của từng tuổi Ngọ trong tháng 12 âm lịch năm 2021, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Tháng 12 âm lịch không phải là một tháng quá thuận lợi với những người sinh năm Bính Ngọ, đặc biệt là trong sự nghiệp. Bản mệnh thường phải chịu áp lực công việc lớn, có thể môi trường làm việc không tốt, xảy ra nhiều thị phi, cạnh tranh và tiểu nhân luôn rình rập bên cạnh khiến cho bạn không thể nào tập trung vào công việc của mình, khó tìm được cơ hội để có thể thể hiện khả năng của bản thân. Tình hình tài chính của con giáp này cũng không mấy khả quan, khó tìm được cơ hội đầu tư xứng đáng để định vị bản thân. Một số người có thể cảm thấy tiền đồ mờ mịt. Hãy cố gắng tận dụng thời gian để làm phong phú tri thức và nâng cao kỹ năng, giữ mối quan hệ xã giao tốt, không nên nóng vội nhất thời mà nên chờ đợi những thời điểm thích hợp bởi vì vào giữa tháng thì vận thế của bạn có dấu hiệu đi lên.
tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Bước vào tháng này, vận thế của người tuổi Mậu Ngọ khá ổn định. Nếu muốn nâng cao hiệu quả làm việc thì bản mệnh cần phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu và phát triển các kỹ năng cần thiết trong sự nghiệp. Không nên giữ thái độ hênh hoang kiêu ngạo coi thường người khác mà nên khiêm tốn lắng nghe học hỏi. Cảm xúc ổn định cũng khiến bản mệnh ít vướng phải những sự kiện tranh chấp thị phi. Tuy nhiên phương diện tình cảm không có nhiều khởi sắc bởi vì bản mệnh không dành nhiều sự chú ý đến vấn đề này. Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Đối với các gia chủ tuổi Canh Ngọ trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình và nên có những cách ứng xử phù hợp, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh những xung đột ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Tiến sang tháng này, người tuổi Canh Ngọ không những sức khỏe mà cả điều kiện vật chất đều có phần tăng lên. Người này tâm địa hiền lương, hay giúp đỡ mọi người, lại nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội nên được mọi người quý mến. Tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu, bản mệnh đang ở tuổi mới lớn, tâm tính thay đổi bất định, có tư tưởng phản nghịch, cái tôi cao, muốn chứng minh bản thân nên có những thời điểm làm ảnh hưởng đến thành tích học tập. Các mối quan hệ với gia đình, bạn bè, thầy cô cũng dễ xảy ra xung đột do tính cách bướng bỉnh cực đoan và nhạy cảm. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021 tháng Tân Sửu năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Tháng này không phải là quá đen đủi đối với những người tuổi Ngọ, và họ cần phải chú ý những ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 12 năm 2021, tức ngày 11 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 12 năm 2021, tức ngày 23 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt lành đối với người tuổi Ngọ trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021 là những ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 12 năm 2021, tức ngày 6 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 12 năm 2021, tức ngày 18 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 12 năm 2021, tức ngày 30 tháng 1 năm 2022, dương lịch có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay là tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc là những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của mình. Quý anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Năm nay, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Ngọ sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế. Quý vị đặt kim bài thái tuế trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế. Trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 12 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Ngọ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Ngọ trong tháng 12 âm lịch. Và đây là một phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Ngọ.
Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 12 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị trước khi rời đi cũng đừng quên ấn vào nút like video này, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích sau này quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị gặp nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.